Xin chào quý anh chị nhé, tôi là Tính, tôi đang công tác tại Mitsubishi Trường Chinh Sài Gòn. Em mới về một con xe lướt nè anh chị, lướt mới có 4.000 cây số thôi. Xe này là mới đăng ký vào tháng 1 2024, tức là mới sử dụng chưa được nửa năm nè anh chị. Tuy là đăng ký biển vàng nhưng mà đi rất ít, mới có 4.000 cây thôi. Và đây là audio chuẩn của xe nha anh chị. Bên em bán xe thì cam kết cho anh chị là xe không tua audio, không đâm đụng, không ngập nước, không thủy kích nha anh chị. Và đây là đại lý chính hãng của Mitsubishi tại Việt Nam, cho nên là bên em có một cái quy trình kiểm tra rất là chặt chẽ bằng văn bản cho anh chị hết. Và ở đây là có chứng từ lưu lại cho anh chị nhé. Nó sẽ gồm 6 tờ giấy, trong đó là kiểm tra 160 hạng mục, có chữ ký của kỹ thuật viên. Và đó là chứng từ để em gửi lên nhà máy để làm cái chứng nhận xe qua sử dụng chính hãng của Mitsubishi Việt Nam và được bảo hành toàn quốc luôn. Thì đây là con Mitsubishi Outrage phiên bản cao cấp nhất, bản Premium, xe nhập Thái nguyên chiếc và sản xuất 2023, đi mới có 4.000 thôi anh chị. Một chủ từ đầu nhé, biển số tỉnh. Thì nếu như anh chị mua xe này để người ta kinh doanh hoặc là đi gia đình thì vô cùng hợp lý, bởi vì chúng ta sẽ tiết kiệm được một số tiền là khoảng hơn 40 triệu đồng, một con số rất đáng để cho anh chị cân nhắc. Còn nếu như anh chị muốn mua xe mới 100% thì bên em bán cả xe mới luôn nha anh chị, bởi vì em là đại lý chính hãng. Màu đỏ nha anh chị, gần như tất cả mọi chi tiết nó là nguyên bản, chỉ có cái màn hình là đã được thay và có nâng cấp thêm camera 360 nhé, ghế da zin nè anh chị, da zin của xe. Gần như không có độ nhăn luôn anh chị ha. Xe thì mới về thôi. Thì em để vào cầu nâng để cho các anh kỹ thuật viên sẽ kiểm tra 160 hạng mục. Đó là cái chứng từ mà chỉ có anh chị mua xe qua sử dụng chính hãng mới có nhé. Còn mua bên ngoài thì không có đâu. Trong cái quy trình kiểm tra 160 điểm thì bao gồm luôn cả bảo dưỡng, thay lọc, thay nhớt cho anh chị nha. Nên là anh chị yên tâm về sử dụng ạ. Một số những cái thứ mà em chưa dọn dẹp nha anh chị, thông cảm giúp em ạ. Đây là bản cao cấp nhất của Outrage nhé, xe nhập Thái nguyên chiếc. Cái dòng này là vô cùng tiết kiệm nhiên liệu bởi vì nó sử dụng động cơ có 1.2 lít thôi. Và là động cơ hút khí tự nhiên. Và chắc chắn con xe này nó tiết kiệm hơn cả Hyundai i10. Đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên, đánh đổi lại là về sức mạnh thì con xe này nó chỉ thiên hướng về tiết kiệm, cho nên là chắc chắn không đủ mạnh mẽ để cho anh chị mang lại cảm giác lái phấn khích. Đó là cái điều chắc chắn nha. Chúng ta phải đánh đổi khi chúng ta lựa chọn con xe như thế này. Bởi vậy thì rất nhiều anh chị mua cái dòng này để kinh doanh anh chị, bởi vì nó tiết kiệm nhiên liệu. Anh sẽ xem vô lăng mới tinh, mới cực kỳ mới luôn. Đây, hơi nhăn chút xíu thôi anh chị. Để biết bản cao cấp nhất hay không, anh chị nhìn nè, có hệ thống cân bằng điện tử chứng tỏ đây là phiên bản cao cấp nhất rồi anh chị. Em mở máy cho anh chị xem. 4.644 cây số origin anh chị. Bản này thì anh chị sẽ thấy là ta sẽ có đèn tự động, có gạt mưa tự động, màn hình đã thay mới và có camera 360 luôn nha anh chị. Đây là một cái nâng cấp mà nếu anh chị nâng cấp thêm thì tốn khoảng mười mấy triệu đồng, thì xe mình đã có sẵn luôn rồi. Đó. Ngoài ra thì gần như là nguyên bản, không nâng cấp gì nữa cả. Có những cái món phụ kiện cơ bản như là dán phim thì hoặc là camera hành trình thì đã được đại lý người ta tặng khi mà khách hàng mua xe mới rồi anh chị. Hình Z-Tech ha. Bản này nó sử dụng đèn công nghệ LED nha anh chị. Đây nè, pha cốt LED. Dưới này có đèn sương mù luôn nha. Những cái vết trầy này thì bên em sẽ xử lý cho anh chị. Đây chỉ là vết trầy xước, không được xem là tai nạn nha anh chị, bởi vì xe qua sử dụng nó sẽ có những cái vết trầy xước nhất định. $475 triệu, bên em có hỗ trợ vay trả góp nha. Sẽ vay được khoảng 70% giá trị xe. Thì con xe này anh chị trả trước chưa tới 200 triệu là anh chị có thể lấy được rồi. Đó, anh chị muốn đến đây để chúng ta lái thử chính con xe này, hoặc là anh chị cần người đến để xem xét về mặt kỹ thuật hoặc là về chất lượng xe, về keo chỉ khung dàn động cơ thì thoải mái anh chị. Bên em rất là welcome những vấn đề này, không có gì ngăn trở cả. Anh chị cứ liên hệ bên em nhé, để các bạn bên em hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho anh chị. Cảm ơn anh chị rất nhiều.